Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của Điện Máy 3G. Khi mua một sản phẩm bất kỳ nào, chúng ta đều lựa chọn rất kỹ. Với những chiếc bếp chiên cũng vậy. Vậy làm thế nào để lựa chọn được một chiếc bếp chiên có thể chiên được nhiều đồ, thậm chí nhiều đồ cùng một lúc mà không lo sản phẩm bị lẫn mùi, tiết kiệm được dầu ăn? Trong video ngày hôm nay, Điện Máy 3G xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm bếp chiên với rất nhiều tính năng đột phá, giúp các bạn đạt hiệu quả cao trong quá trình chiên nướng. Đó là chiếc bếp chiên tách dầu do công ty Điện Máy 3G phân phối trực tiếp tại Việt Nam. Với bếp chiên tách dầu này, chúng ta có thể sử dụng nguyên liệu đốt là ga hoặc điện. Bếp có kích thước tổng thể là 85x50x83cm. Phần khung của bếp được làm hoàn toàn bằng inox siêu bền. Công suất của bếp là 6kW. Bếp sử dụng điện gia đình 220V. Với chiếc bếp chiên tách dầu này được thiết kế một công tắc bật nguồn, một đèn báo nguồn. Khi bếp được kết nối với nguồn thì bóng đèn của bếp sẽ báo sáng. Bên cạnh là đèn báo nhiệt, một núm vặn điều chỉnh nhiệt độ lên đến 300 độ C, rất dễ dàng để các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ mà các bạn mong muốn. Bên cạnh sườn của bếp được thiết kế hai van xả, phía dưới là van xả nước, phía trên là van xả dầu, giúp cho việc thay dầu, thay nước mới cũng như vệ sinh bếp dễ dàng. Xung quanh bếp được thiết kế các khe tản nhiệt, giúp tăng thời gian hoạt động của bếp. Phía dưới của bếp được gắn 4 bánh xe giúp việc di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bếp chiên tách dầu có khoang chiên dầu với 2 tầng, đó là tầng chứa nước và tầng chứa dầu. Khi sử dụng, chúng ta sẽ đổ nước xuống phía dưới. Các bạn lưu ý, khi chúng ta đổ nước, sao cho mực nước đến cửa khoang nước phía trên sẽ dừng lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ đổ dầu vào, dầu sẽ được nổi lên trên vì trọng lượng riêng của nước nặng hơn dầu nên nước sẽ ở dưới và dầu nhẹ nổi lên phía trên. Đây là nắp chắn thanh mai so. Với nắp chắn này sẽ có tác dụng ngăn chặn sự va đập của các sản phẩm với thanh mai so, giúp thanh mai so có tuổi thọ lâu hơn. Khoang chứa dầu có in vạch min và mắt cho chúng ta biết và đổ lượng dầu tương ứng trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, thanh gia nhiệt chỉ có ở phần chứa dầu nên khi gia nhiệt, phần dầu sẽ sôi lên còn phần nước dưới sẽ không sôi. Trong quá trình chiên, các cặn vụn thức ăn rơi ra sẽ được rơi qua các khe của nắp chắn thanh mai so xuống đáy phần chứa nước và sẽ giúp cho phần dầu trong quá trình chiên đi chiên lại, các cặn vụn thức ăn sẽ không bị cháy gây đen dầu trong quá trình sử dụng và sản phẩm sau khi chiên không bị bám các cặn vụn cháy đen. Kích thước của khoang chứa dầu là 54x35x20cm, giúp tiết kiệm được thời gian trong quá trình chiên nấu. Các bạn không còn phải thay dầu sau mỗi lần chiên các loại thực phẩm vì bếp có tính năng tách dầu thông minh, giúp cho dầu chiên luôn được làm mới, giúp tiết kiệm rất nhiều lượng dầu chiên phải đổ đi do bị lẫn mùi thực phẩm vào. Ngoài ra, một số phụ kiện đi kèm theo bếp chiên tách dầu gồm có một giá đựng đồ được làm bằng inox. Với tất cả những ưu điểm trên của bếp chiên tách dầu thì đây chính là chiếc bếp chiên không thể thiếu cho các nhà hàng, đặc biệt là các nhà hàng chiên với số lượng lớn và chiên nhiều loại thực phẩm, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí, an toàn cho người sử dụng và chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả thực khách ghé qua nhà hàng của các bạn. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về chiếc bếp chiên tách dầu do công ty 3G phân phối tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn truy cập trang web Điện máy 3G.vn hoặc số hotline 0973110295 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh video của Điện máy 3G. Xin chào và hẹn gặp lại.